Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị và các bạn, sau khi truyền hình Người Đưa Tin đăng tải loạt bài phản ánh về tình trạng hoạt động hủy hoại môi trường nghiêm trọng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm. Như truyền hình Người Đưa Tin đã phản ánh ở loạt bài trước, thời gian qua, trên địa bàn phường Lĩnh Nam và phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tồn tại nhiều cơ sở sản xuất, bãi đổ phế thải gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường nghiêm trọng. Cụ thể, tại phường Lĩnh Nam, tồn tại bãi đổ phế thải xây dựng vào diện tích đất nông nghiệp để làm bãi trông giữ xe. Trạm trộn bê tông Minh Tâm và trạm trộn bê tông sông Đà Việt Đức xả nước thải xi măng, bê tông thừa trực tiếp ra môi trường, uy hiếp kênh thoát nước dòng sông Hồng. Tại phường Thanh Trì, tồn tại cơ sở nhuộm vải xả nước thải chảy trực tiếp ra sông Hồng. Hai bãi tập kết chôn rác, phế thải xây dựng quanh khu vực chân cầu Thanh Trì gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường. Sau khi loạt bài phản ánh của truyền hình Người Đưa Tin được đăng tải, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội biết được thông tin đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra xử lý vi phạm. Thông tin với phóng viên, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã xuống địa bàn phường Lĩnh Nam, phường Thanh Trì và có biên bản làm việc với lãnh đạo địa phương cũng như các cá nhân, đơn vị có liên quan đến nội dung bài báo phản ánh. Cụ thể, kết quả của đợt kiểm tra, xử lý vụ việc của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội như thế nào, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn ở các bản tin sau. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.